là đi năm thân ơi ơi cứ bình tĩnh thôi, nhịp theo nhịp ấy, đừng có nhanh quá. Những tháng ngày năm đó đấy, ta đã nhìn như thế ấy, đi lại nào. Năm tháng ơi quay lại được không? Những tháng ngày năm đúng mà không nói làm sao ấy, bạn hơi chậm một tí lại nào. Năm thì hơi nhanh rồi, hơi chậm rồi. Năm tháng ơi quay lại được không? Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật. Nhưng mà nếu mà vào như thế là đoạn sau phải nhanh, mà những tháng ngày đang vào câu đấy là nhanh nhá, những tháng ngày xong rồi tự dưng vào đàn phát chậm luôn. Năm tháng ơi quay lại được không được ấy. Bây giờ thử cái lốt cái đoạn đấy đi. Nào. Năm tháng ơi quay lại được không? Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi. 18 tuổi 10 những nụ cười đẹp mắt người. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiền ngang ngược, sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó quay lại được không? À, thế bọn em không được thử ở đây. Bài gì ấy? Hát đi nào, mình không biết đâu. Phải hát mới đi. Quen không? Từ đã chưa nghe điệu gì luôn. Cái câu đầu tiên. Hát lại câu đầu tiên. Vẫn nhớ. Cái bài gì cơ? Câu đầu tiên là bài, câu đầu tiên là gì? Trời chiều vàng đủ. Nghe là bài gì? Người xa xa xưa. Từ đấy. Bạn thử bấm móng tay đây cho nó lên 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 tiếng này. Bạn ấy được tất cả không?
không giai điệu. Tức là chỉ ở trên này thôi. Finger style. Này cổ lắm mới sao ấy, tự nhiên này ai đánh đàn đâu lại nhớ cái bài này, nó giai điệu nó giống giống hay. Có một ông chơi finger style bài cool năng hay cơ. Để xem. Nhiều xua dung nhá. Cái phong cách này, đấy nhiều xua dung khác gì luôn. Mấy cái đoạn bấm ngón tay ấy.